Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video chuyên về phụ thùng xe 3 4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ 4 cái ghế thể thao rất là đẹp. Ghế loại lớn dành cho cỡ lớn, người lớn chơi. Các bạn xem video của mình đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng. Ở đây hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là 4 cái mẫu ghế này. Thì trong đó có cái mẫu ghế đỏ phía bên phải là mẫu ghế cỡ đại nhưng mà nó chỉ có trượt lên trượt xuống và không có gập ngã. Còn ba cái mẫu đen, mẫu trắng và mẫu vàng đen kia là mẫu ghế có thể gập ngã được, có thể trượt lên xuống được. Thì có ba cái mẫu màu như thế này, thì tùy khách hàng lựa chọn màu trắng sữa, màu đen hoàn toàn và màu vàng đen, thì khách hàng thích lấy màu nào thì lấy. Kích thước của cái bộ này thì như sau. Đối với cái ghế không gập ngã màu đỏ kia thì chiều rộng ghế ra hai bên là 47 cm, chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 85 cm. Còn chiều sâu ghế từ đằng trước về đằng sau là 45 cm. Đối với ba cái ghế to có gập ngả thì chiều rộng mặt ghế là 55 cm, chiều cao là 95 cm và chiều sâu mặt ghế là 55 cm chiều sâu. Nói chung kích thước nó đều lớn hơn khoảng 5 đến 7 cm. Cái ghế này thì có ngồi rất là thoải mái vì nó có thể chỉnh được ngả gập. Nó gập xuống thì khi nó gập xuống thì nó gập xuống khoảng 60 độ, còn ngả ra thì có thể ngả thẳng ra được. Tuy nhiên chúng ta cũng chỉ chỉnh ngả gập sao cho nó vừa với tư thế ngồi thôi. Rất là thoải mái, nếu các bạn làm xe cái này thì rất là thoải mái. Thì nó có cái dây trượt ở đây. Đây là phần dây trượt này. Cái phần dây trượt này thì nó như ghế ô tô thôi. Thì các bạn chỉnh qua chỉnh lại này thì khi các bạn trượt ấy thì các bạn chỉ cần bẻ cái mở này ra là các bạn có thể trượt được. Đây. Đấy. Nó có cái ốc này, mình sẽ bắt cái ốc này lên cái đế của cái ghế là xong thôi. Đấy. Mọi chi tiết đặt hàng xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Đối với những cái ghế này thì thường thường là mình bán theo cặp. Đấy, các bạn có cái gì chưa rõ thì vui lòng comment xuống phía dưới. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.